Xin chào các bạn, hôm nay Út Viễn với Ba Hân tiếp tục đọc hộp thảo học thông minh này nha các bạn. Hôm nay Út Viễn với Ba Hân sẽ chọn đề tài đồ dùng gia đình. Bạn cùng đón xem Ba Hân có đón được những đồ dùng vật dụng trong gia đình của chúng ta nha. Các bạn cùng đón xem nha. Rồi, Ba Hân bắt đầu chưa? Bắt đầu. Rồi, bắt đầu nha các bạn. Các bạn cùng đón xem Ba Hân có đón được những vật dụng này không nha. Rồi, vật dụng đầu tiên nha các bạn. Đây là vật dụng đầu tiên nè. Rồi, đầu tiên Ba Hân biết cái này là cái gì không? Chở đau nhà nha các bạn. Ba Hân đón chính xác được phân nửa rồi. Rồi cái này là cái gì? Đó Ba Hân. Tủ lạnh. Wow, tủ lạnh nha các bạn. Ba Hân đón chính xác rồi. Rồi tiếp theo. Mền. Chính xác luôn nha các bạn. Ở quê mình gọi cái này là cái mền. Cổ người khác thì người ta gọi là cái chăn. Còn chỗ bạn là cái gì? Hãy comment ở dưới cho Út Viễn biết nha. Rồi tiếp theo. Cái giường. Wow, cái giường ngủ nha các bạn. Đây, đây là cái giường ngủ nè. Ba Hân đã đón chính xác cái giường ngủ nè. Rồi tiếp theo. Cái gì dùng ăn cơm? Cái chén. Wow, cái chén nha các bạn. Đây, đây là cái chén dùng ăn cơm nha. Có hình này là hình gì? Hình tivi. Wow, đây là hình tivi nha các bạn. Có cái tivi trong này nè. Rồi, tiếp theo. Cái thùng rác. Wow, cái thùng rác nha các bạn. Nó không chính xác cái thùng rác này nè. Các bạn thấy Hân giỏi không? Giỏi rồi, chờ Ba Hân chờ tới đây nha. Rồi, tiếp theo là hình này. Hình gió. Wow, nhà Ba Hân có xài vật gió không? Nhà Ba Hân có xài vật gió nha các bạn. Cái này là cái vật gió, Ba Hân đoán chính xác rồi. Rồi, đúng không? Hình này hình gì? Hình bếp ga. Wow, đây là cái bếp ga nha các bạn. Bếp ga là nhà con có. Wow, nhà Ba Hân có cái bếp ga thì nghe các bạn. Mẹ dùng để làm gì? Mẹ dùng để nấu cơm. Nấu cơm hả? Nấu cơm, nấu đồ ăn ăn nha các bạn. Nấu cơm, ăn cơm. Rồi, tiếp theo hình này nha. Đó Ba Hân hình này hình gì? Chini đi tăng đá. Wow, Ba Hân đúng rồi nha. Cái này là Ba Hân đi tăng đá nha các bạn. Rồi, tiếp theo. Hình này hình gì? Hình điện thoại. Wow, hình cái điện thoại nha các bạn. Đây còn gọi là cái điện thoại bàn hồi xưa nha các bạn. Còn bây giờ thì người ta đã dùng điện thoại mắc phone thôi mà nghe các bạn. Bây giờ con có rồi. Đúng rồi, Ba Hân có rồi, Ba Hân giục bỏ rồi nghe các bạn. Rồi tiếp theo là cái này. Ừ, bị cũ rồi nên Ba Hân bỏ nha. Tiếp theo là hình này. Đó Ba Hân, cái này là cái gì? Là cái đồ ép đồ là nóng. Là cái bàn là nha các bạn. Đúng rồi, đây là cái bàn là Ba Hân nó dùng để ép đồ cho nó thẳng ra. Ba Hân nó cũng chính xác rồi nha các bạn. Đó Ba Hân, hình tiếp theo này là hình gì? Hình quét nhà. Chổi đâu? Chổi quét nhà nha bạn. Đây là chổi quét nhà. Ba Hân đón cũng chính xác được phân nửa rồi. Ba Hân nói là quét nhà, nhưng đây là chổi quét nhà nha. Có bạn nào biết đây này là cái gì không? Rồi, đó Hân, hình này hình gì? Cái đũa là bàn ăn cơm. Đây là đũa dùng để ăn cơm đó các bạn, để gắp đồ ăn nha. Rồi, tiếp theo hình này. Hình cái chảo. Đúng rồi, hình cái chảo mẹ dùng để chiên hệt nè, chiên trứng cho mình ăn nha các bạn. Đây là hình cái chảo chống dính nha. Đúng rồi, rồi cái này là cái gì? Cái đồ ép đồ á. Ủa? Cái máy giặt nha các bạn, cái máy giặt gì vậy? Không nói là cái đồ ép đồ. Các bạn đấy, Ba Hân nói có chính xác không? Comment ở dưới cho Út Viễn biết nha. Rồi, tiếp theo hình này. Cái đồ nấu cơm. Là gọi là cái gì? Gọi là nấu cơm. Nồi cơm điện. Đây là nồi cơm điện nha các bạn. Hình cuối cùng nha, chúng ta đón xem Ba Hân có đón ra được cái hình này là hình gì không nha. Các bạn cùng đón xem. Ba Hân đón coi cái này là hình gì? Cái gối. Wow, đó là cái gối nha. Đang ngủ đó. Dùng để nằm để ngủ nghe. Ba Hân biết cái này dùng để nằm để ngủ nghe. Ba Hân đón chính xác rồi. Hôm nay Út Viễn với Ba Hân đã tiếp tục mở thêm một chủ đề đó là gia đình nha các bạn. Có bạn nhỏ nào biết nhiều vật dụng đồ trong nhà mình không? Biết, các bạn biết thì các bạn comment ở dưới cho Út Viễn với Ba Hân biết nha. Rồi Út Viễn với Ba Hân tạm biệt mọi người. Mọi người nhớ xem và đăng ký kênh, like cho Út Viễn với Ba Hân có thêm động lực để làm những video mới cho các bạn cùng xem nha. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở clip sau. Bye.